này, xong rồi là người thực hành nó và bây giờ đến kiếm tiền ra từ nó, thì em chia sẻ lại các anh chị sẽ có thể là sẽ trong những người thực tế thì nó sẽ ổn hơn. Alo ạ. Rồi cứ nói đi. Vâng ạ. Thì bản thân cái vấn đề quảng cáo thì chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta đã xác định được cái sản phẩm của chúng ta là gì, chúng ta xác định được cái đối tượng của khách hàng của chúng ta là ai, và chúng ta phải xác định được là đối tượng của khách hàng của chúng ta xuất hiện ở đâu. Đó, ví dụ xuất hiện ở trên Facebook thì nhiều, và ví dụ như cái sản phẩm của em nó là phẩm liên quan đến sim thẻ thì nó mang tính chất rất là phổ biến, và nó mọi người ở đây em bán cho những người người Việt Nam và người ngoại quốc. Thì ở đây thì khách hàng của em là chủ yếu ở trên Facebook nên là em sử dụng công cụ là Facebook Ads rất là nhiều. Đó, tiếp tục là em sẽ muốn truyền tải cái thông điệp gì đến khách hàng, thì em truyền tải thông điệp của em là em muốn giới thiệu cái sản phẩm của em đến khách hàng. Đó, thì nhằm mục đích là để cho khách hàng mua sản phẩm của em. Đó, thì em muốn cho cái nhờ công cụ quảng cáo mà tiếp xúc được càng nhiều người càng tốt, để người ta thấy cái sản phẩm đấy càng nhiều càng tốt, thì sẽ đụng chúng ai có nhu cầu mà sử dụng cái sản phẩm của em, họ sẽ click vào và lúc đấy em có cơ hội để bán sản phẩm của mình. Đó, thì cái vấn đề quan trọng ở đây nó là ví dụ như là em đang cái em xin giới thiệu đây là cái sản phẩm của em cũng đang chạy luôn. Đó, thì về cơ bản thì thầy sẽ hướng dẫn của chúng ta từng bước một từ cái cấp độ chiến dịch. Đó, thì chúng ta phải tối ưu hóa chiến dịch như thế nào. Đó, thì là cả nhà mình cũng học lý thuyết, trong những ngày qua chúng ta học lý thuyết nhiều rồi thì chúng ta cũng sẽ cần thực hành nhiều hơn. Đó, tiếp theo là sau cái phần này thì chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn là nhóm quảng cáo. Thì em cũng đã được học và trao đổi với thầy, em cũng làm như thầy, ví dụ như khách hàng của em ở như vậy, đối tượng của em là như thế này, tuổi như thế này, rồi ngôn ngữ nào cũng như thế này. Thế tất cả mọi người phải hoàn thành những cái bước đó trước, đúng chưa? Có thể mình hiểu về đó trước. Đó, và sau em thì hôm qua em vừa hỏi với thầy về em hôm qua có các chị cũng hôm buổi hôm trước cũng hỏi vị trí quảng cáo nào là phù hợp với thầy. Đó, thì thầy còn trả lời là thầy tư vấn là bây giờ không chạy tự động nữa mà chạy thủ công theo cái nơi mà em thấy nhiều nhất. Thì em đã thay đổi, em chọn những cái bảng tweet ở trên cái tức là cái dòng Facebook lướt của mình đó. Rồi đó, sau là em tiếp tục thì em chạy quảng cáo là tin nhắn nhiều nên em chụp tổng cuộc trò chuyện. Hay ở đây rất nhiều các anh chị chúng ta cũng đang chạy quảng cáo bằng tin nhắn, bởi vì chúng ta có nhu cầu là chat với khách hàng để giải thích về sản phẩm nhiều hơn, đúng không ạ? Đó, thì sau đó em ấn tiếp tục thì sẽ ra đến vấn đề về quảng cáo ở đây, cái góc này. Ok, thì quảng cáo thì để đến cái bước quảng cáo này thì là các anh chị sẽ phải có những công cụ gọi là media như thầy đã chia sẻ, đó là hình ảnh và hình ảnh và video. Đó, thì em đã có sự chuẩn bị, tức là chúng ta cũng sẽ phải chuẩn bị chúng ta về những cái sản phẩm, tức là cái sản phẩm của các anh chị thì nó phải có media là gì, hình ảnh và video trước. Đó, để chúng ta chạy quảng cáo cho hợp lý. Thì ở đây em cũng có cái sản phẩm của em ở đây, thì mọi người em ở đây rồi. Đó, em sẽ chia sẻ cho mọi người xem qua một chút. Để em bán cái sản phẩm này là liên quan đến wifi dành cho hộ gia đình, thì cái hình ảnh này nhà mình vẫn nhìn thấy em có đẹp lắm, em cứ nói đi. Dạ vâng, đấy, thì cái nhiệm vụ của chúng ta là chuẩn bị cái media trước. Sau đây, sau đến media thì em đã không sử dụng là chỉ một hình ảnh thôi, còn cái video nữa, nhưng mà em sẽ không sâu ở đây để tiết kiệm thời gian. Rồi, đến sau cái bước media này thì mình sẽ học cái buổi tiếp theo, thì thầy sẽ dạy cái vấn đề về content. Đó, content là làm sao cho nó khi mà khách hàng đọc vào và khách hàng hiểu được, khách hàng nhận được cái gì, và mục đích là giới thiệu đến cái sản phẩm đấy và thuyết phục khách hàng sau khi đọc xong nguồn thông tin này. Đó,
chúng ta đây em cũng chia sẻ được, ví dụ chúng ta có ba dòng tip đây thì em lập tip ba dòng đây giống như thầy nói, được chưa ạ? Rồi ạ, đó. Đây ví dụ như cái sản phẩm khuyến mại của em quà tặng đây là cái phễu mà thầy vừa nói lúc nãy, đó là em bán cái này thì em tặng cái này, đó, được chưa ạ? Rồi ạ, rồi thì sau này chúng ta đã xong rồi thì chúng ta sẽ đến cái bước là chúng ta sẽ đăng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước như thế ạ. Đây cả nhà mình thấy chưa, đây là cái trình quản lý quảng cáo của em. Và khi khách hàng nhìn thấy quảng cáo của em đó, khách hàng click vào sẽ ra những cái khung như thế này, trên máy của mọi người có rất nhiều, trên điện thoại hay là máy tính đều có, cả nhà mình nhìn thấy không ạ? Và cũng rất nhiều người cũng đang chat với em đây, nhưng mà em đã dành thời gian cho buổi họp này để không tư vấn đó. Thì cái việc là họ ở đây chúng ta sẽ giới thiệu họ ta về cái vấn đề phẩm của mình như thế nào, ví dụ như thế này đi, đây chẳng hạn em cũng giới thiệu đến khách hàng những cái sản phẩm của em, sim thẻ đi kèm với lại cái tin về giá cả đó. Thì sau đó chúng ta sẽ có những cái vấn đề liên quan đến sale chatbot hoặc là sale bằng điện thoại để cho khách hàng mua xong thì chúng ta sẽ lại chốt deal. Và cái công cụ em cũng chúng ta cũng phải có một cái công cụ, đó là trang Facebook của chúng ta là đây đó, là cũng phải như vậy đấy, chúng ta cũng phải có trang fanpage của chúng ta, chúng ta phải trang hoàng cho nó. Những cái hình ảnh em thiết kế ở đây là mình có thấy bắt mắt không ạ? Đó thì chúng ta phải tập trung cho nó, chúng ta phải làm cho nó đẹp trước, chúng ta chuẩn bị cho chúng ta những cái media trước, sau đó chúng ta sẽ chạy quảng cáo. Thì lúc đó đây là ví dụ cái quà khuyến mại của em đây, em cũng chỉ nhập từ bên Trung Quốc về em tặng quà khách thôi, nó cũng không đáng bao nhiêu tiền nhưng mà nó lại mang đúng cái chiến lược và tạo phễu của thầy, và nó cũng đã tạo hiệu quả cho em rất nhiều đó. Thì cả mình cũng phải gì ạ, cũng phải đây là bạn mấy bạn Philippines mà tốt bài đó, thì mình cũng tạo cái một cái fanpage và chúng ta cũng xây dựng như vậy và cũng xây dựng media như vậy, xong rồi chạy quảng cáo như vậy. Cái vấn đề của chúng ta là vấn đề thiết lập như thế này thôi, thầy sẽ dạy cho mọi người cách thiết lập để tối ưu hóa. Còn cái vấn đề là sản phẩm của chúng ta tiếp cận được bao nhiêu, mua được bán được bao nhiêu, nó phải quá trình thời gian là mình cái mình phải test. Đây cho em cho cả mình xem một cái sản phẩm của em ở đây, em bán em phải chạy đến 4 cái chiến dịch khác nhau, và mỗi cái chiến dịch này mỗi ngày em phải tiêu đến tận là 400.000 một trong một chiến dịch này, thì dương với 800.000 một ngày đó, và em cũng phải chạy liên tục như vậy thì nó mới hiệu quả. Chứ nếu mà cả nhà mình như dừng lại hoặc là nhà mình giảm bớt doanh thu nhà ngân sách chiến dịch kia, là nó lại phải chạy lại từ đầu, nó lại giai đoạn máy học đó, thì sẽ mất thời gian. Chứ như vậy là anh chị lại phải bỏ, ý em ở đây là mình bỏ thời gian và đầu tư vào đấy, đầu tư testing nhiều, đầu tư rất nhiều đó, và một ngày nào đó thì nó sẽ có cái để cho nhà mình kiểm nghiệm được cái kết quả. Sau khi các anh chị mà khách hàng mua sản phẩm của anh chị thì dần dần anh chị sẽ có những cái bài sale riêng, và đến bây giờ em có bài sale và em chỉ việc đây sao các em không sai được. Đây em chỉ dùng công cụ đây em sale em có bài rồi, thì đó là bây giờ em chỉ có hồi em click sẵn là như thế này, đây như thế này ạ, trả lời nhanh như thế này thôi đó. Dùng đó, nhanh.vn em, đúng rồi ạ, và em bán rất là nhanh, một mình em có thể là bán rất là nhanh cùng một lúc, bởi vì cái sản phẩm này cái biên độ rất là cao, là cái vốn hay là cái phần phí bỏ ra của em so với lợi nhuận của em năm lại nó là tỷ lệ x10, nên là em hàng ngày em chạy ngân sách nó rất là lớn như vậy, em hoàn toàn có thể là bỏ ra hàng tuần chạy luôn x10 mà đến em tốt. Còn lại nếu không, chúng ta có không có biên độ lớn như vậy thì chúng ta sẽ
cần phải media, cái mảng media chúng ta phải làm xịn hơn đó, và cái vấn đề tư vấn sale chúng ta cũng phải làm tốt hơn về dịch vụ đó. Đấy là vừa rồi là em nói chung là em hôm nay em cũng rất muốn chia sẻ như vậy và anh chị hình dung hơn. Nếu mà chúng ta buổi thứ ba rồi thì anh chị cứ nhắn tin với em hỏi rằng là chưa được học cái gì trực tiếp cả, như vậy là có thể là chưa mang lại cái gì đó thực tế mình, nhưng mà là mình cứ đợi chờ đi, chúng ta sẽ học qua rồi chúng ta sẽ đánh giá và chúng ta còn đồng hành nhau trong nhiều thời gian nữa mà đó. Đấy là phần chia sẻ của em nhé. Thôi tuyệt vời, cảm ơn anh Nam rất nhiều. Cảm ơn Nam, rồi tuyệt vời. Mọi người thấy không ạ? Nam có thể stop xem màn hình đi.